Xưa nay vẫn có những hòa thượng không giữ quy tắc và quy định trong chùa, nhưng làm gì cũng đều minh bạch. Họ xem trọng tu tâm chứ không trọng hình thức. Thế nên, nhiều hòa thượng như vậy ít người hiểu rõ, thường bị coi thường. Vì sao lão hòa thượng lại cướp dâu? Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Trước đây, tại chùa Linh Ẩn, có một vị hòa thượng, mọi người gọi ông là Hòa Thượng Điên. Ông thường hay bị chửi mắng, ức hiếp, nhưng bản thân lại không oán hận mà chỉ cười bỏ qua. Ai cũng cho rằng ông điên khùng không hiểu chuyện, nhưng thật ra ông là người thấu tỏ mọi việc trên đời. Lúc ấy trên núi Nga Mi ở Tứ Xuyên có một ngọn núi nhỏ biết bay. Ngọn núi bay khắp nơi, bay đến đâu là nghiền nát các nơi nó đến. Không biết bao người bị nó đè chết. Hôm ấy, vị hòa thượng điên linh cảm được đến trưa ngọn núi ấy sẽ bay xuống đè ngôi làng nhỏ trước chùa Linh Ẩn. Tính mạng của người dân trong làng ấy bị đe dọa. Hòa thượng điên quyết tâm cứu sống dân làng. Ông đến từng nhà để cảnh báo. Trưa nay sẽ có ngọn núi bay đến đè ngôi làng này. Mọi người hãy nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Dân làng không ai tin. Một ông lão nghe xong nói với giọng chê bai: Hòa thượng điên, ông hết trò vui rồi à. Núi là vật cố định, làm sao có thể bay được chứ? Ông tưởng chúng tôi là trẻ con à? Một người phụ nữ gần đó nghe xong thở dài: Chúng tôi phải chuyển nhà đi đâu? Nếu thực sự có một ngọn núi rơi xuống và đè chết, thì đành oán trách số mệnh thôi. Một chàng trai trẻ chen ngang: Đừng nói dối để dọa mọi người. Núi có đè thì hãy dùng vai đỡ. Chúng ta có sức mạnh mà. Những đứa trẻ trong làng chạy theo sau Hòa Thượng Điên chọc phá. Hòa Thượng Điên cứ thế đi hết nhà này đến nhà khác cảnh báo. Nhưng bất kể ông có nói đến khô họng rát cả lưỡi, nhưng lại chẳng ai tin. Vì nó thật sự kỳ quái, lại được nói ra từ miệng của một vị tăng điên. Vị Hòa Thượng Điên lòng như lửa đốt, vì cũng đã đến buổi trưa. May thay, trưa hôm ấy trong làng có lễ cưới. Vừa nghe tiếng kèn đám cưới, ông vội vàng chạy qua đó. Mọi người vui vẻ chúc mừng, khung cảnh rất náo nhiệt mà không biết được nguy hiểm gần kề. Hòa Thượng Điên là một người rất thông minh, lập tức nghĩ ra một chủ ý. Vị Hòa Thượng đẩy mọi người ra, đi đến trước lễ đường, mặc kệ họ hàng hai bên, vội xốc cô dâu lên vai và xông ra cửa để chạy khỏi làng. Tân nương không biết chuyện gì đang xảy ra, chiếc khăn choàng đỏ trên đầu vẫn chưa được gỡ bỏ. Đột nhiên mơ mơ hồ hồ bị người khác bế trên vai chạy ra khỏi làng, cô chỉ biết khóc. Hòa Thượng Điên cướp dâu, điều này sao có thể? Những người trong làng, người cầm gậy, người vác đòn gánh, người vung cuốc, người xách đinh ba, bán mạng đuổi theo. Vừa đuổi vừa la lên: Mau bắt lấy tên Hòa Thượng Điên đó, người phía trước mau cản hắn lại, đừng để hắn thoát. Lúc này, dù có tham dự hay không tham dự đám cưới, nam, nữ, già, trẻ, tất cả dân làng đều đuổi theo hòa thượng ra khỏi làng. Chỉ còn những tên côn đồ vô lại, thường ngày hay tắc quái trong làng, không hành động, trái lại còn đứng trước cửa xem trò vui, cười đùa chăm chọc. Hóa ra có kẻ còn ghê gớm hơn ta. Hòa thượng điên dám cướp dâu trong đám cưới, thật là mới mẻ. Hòa thượng điên vác theo tân nương, sải bước như bay. Dân làng đuổi theo cách khoảng mười mấy dặm, vẫn không bắt kịp vị hòa thượng. Cho đến khi mặt trời lên đỉnh đầu, hòa thượng điên dừng chân lại, đặt cô dâu xuống đất
và bắt đầu chờ dân làng bắt kịp. Mọi người đồng loạt đổ xô đến và chuẩn bị cùng nhau cho Hòa Thượng Điên một trận nhớ đời. Bỗng đâu trời tối sập lại, cát bay lá rơi, gió rít giận dữ như thể trời sắp sập. Đột nhiên, rầm một tiếng, mọi người đều bị cơn chấn động làm ngã lăn ra đất. Đến khi ngồi dậy được thì gió đã ngừng thổi, bầu trời quang đãng. Lúc này, họ nhìn thấy một ngọn núi rơi xuống ngôi làng. Dân làng lúc này mới hiểu ra, Hòa Thượng Điên cướp dâu là để dụ mọi người ra khỏi làng, cứu tính mạng mọi người. Ngôi làng bị ép dưới ngọn núi, mọi người không thể trở về nhà. Có người khóc đến độ đấm ngực, dẫm chân. Hòa Thượng Điên nói, khóc cái gì? Mọi người không biết những tên côn đồ vô lại trong làng đều bị đè chết dưới núi rồi sao? Từ nay về sau có thể an yên mà trồng ruộng của mình, sợ gì không thể sống. Mọi người nghe nói xong liền bình tĩnh trở lại, chuẩn bị giải tán. Hòa Thượng Điên lại nói, đừng đi, đừng đi, mọi người nghe tôi. Nếu ngọn núi này có thể từ nơi khác bay đến thì cũng sẽ từ nơi này bay đi. Khi nó đã bay đến nơi khác rồi sẽ càng hại chết nhiều người hơn. Nếu chúng ta có thể đục nó, khắc lên trên vách núi 500 vị La Hán để trấn ngọn núi lại, thì nó sẽ không thể bay sang nơi khác hại người. Mọi người thấy có được không? Dân làng nghe xong liền nói, Hòa Thượng đã cứu mạng chúng tôi cũng phải nghĩ cho người khác. Mọi người lập tức bắt tay vào việc, cùng nhau đục đẽo liên tục suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, 500 vị La Hán đã được khắc xong. Trên dưới núi đều được khắc đầy những bức tượng La Hán. Dân làng chỉ đục thân hình của La Hán, nhưng vẫn chưa kịp khắc khuôn mặt. Thấy vậy, Hòa Thượng Điên liền nói, việc này cứ để ta. Vị tăng điên này chỉ dùng móng tay gọt tới lui trên khuôn mặt của các tượng, nhưng chưa tới nửa ngày đã khắc xong khuôn mặt của 500 bức tượng. Những bức tượng này sau thời gian ngắn hoàn thành đã trang nghiêm trấn giữ ngọn núi. Từ đó về sau, ngọn núi này không còn bay được đến nơi khác nữa, mà vĩnh viễn ở trước chùa Linh Ẩn. Vì nó từ trên không bay tới nên mọi người đặt nó là Phi Lai Phong. Còn vị Hòa Thượng Điên cướp dâu cứu mạng mọi người chính là vị Hòa Thượng Điên nổi tiếng Tế Công. Dân gian vẫn còn lưu truyền rất nhiều câu chuyện thần kỳ về ông.